Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại chúng ta đang xuất hiện trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Đây là những cái đoạn đường đã được lát lại đá hoa cương trên Trần Hưng Đạo, nhìn đã sạch sẽ và đẹp hơn hẳn á. Hướng chúng ta đang đi đó là đi về ngã năm Đống Đa, tại trung tâm thành phố nha. Sáng thì trời hơi mù nhưng bây giờ là nắng rất là đẹp, thích hợp cho việc ghi hình. Nhưng mà đi dạo thì hơi nóng bức nha mọi người. Đấy, 11 giờ trưa rồi mà lưu lượng xe cũng rất là đông. Đoạn này đã được đóng lưới xong rồi nè mọi người. Nhìn nó tương đối an toàn rồi á. Chắc là sẽ thông xe sớm thôi. Đây là đường Nguyễn Thái Học này. Giờ 11 giờ, ta đi xin thử. Xe cộ ở đây thế nào rồi? Giờ này đi thường thường là giờ tan trường này, giờ tan ca này.
đồng